Sự chủ quan, cầu thả đến từ hai cái tên tưởng chừng như đáng tin cậy nhất, Virgil van Dijk và Alisson Becker, đã khiến Liverpool phải trả giá bằng trận thua ngược trước Arsenal, qua đó chấm dứt luôn tham vọng chinh phục kỷ lục 100 điểm. Người mở tỷ số trận đấu là Sadio Mane. Tuy nhiên, với đường chuyền về cầu thả đã tạo điều kiện cho Alexander Lacazette ghi bàn gỡ hòa. Sau cùng, Reece Nelson là người ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Arsenal. Cũng ở vòng 36 Premier League, Burnley và Wolverhampton hòa nhau 1-1. Manchester City đánh bại Bournemouth với tỷ số 2-1. Newcastle United đã thua 1-3 trước Tottenham. Trong chuyến làm khách của Sassuolo, Juventus đã không thể có được chiến thắng. Đội khách đã ghi bàn dẫn trước nhờ công của Danilo và sau đó còn nâng cách biệt lên 2-0 nhờ công của Higuain. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vùng dậy khi có liên tục 3 bàn thắng nhờ công của Juricci, Berardi và Caputo. Sau đó, Alexandro ghi bàn cân bằng tỷ số 3-3 để mang về 1 điểm cho Juventus. Cũng ở vòng 33 Serie A, AC Milan có được chiến thắng 3-1 trước Parma, Bologna và Napoli hòa nhau 1-1. Sampdoria có được chiến thắng 3-0 trước Cagliari, Roma đánh bại Hellas Verona với tỷ số 2-1, Udinese và Lazio hòa nhau 0-0, Lecce đối thủ 1-3 trước Fiorentina. Pep Guardiola đã kỷ niệm trận đấu thứ 150 cầm quân ở Premier League với một chiến thắng nhọc nhằn, nhưng vẫn đủ để ông thiết lập một cột mốc đáng nhớ. Cụ thể, Pep Guardiola trở thành chiến lược gia thắng nhiều nhất sau 150 trận đầu cầm quân ở Premier League với 111 lần được ca khúc khải hoàn, đạt tỷ lệ thắng 64%. Thành tích này giúp thuyền trưởng của Man City bỏ xa người đang đứng thứ hai trong nhà sách là Jose Mourinho. Sau 150 trận đầu ở Premier League, Mourinho chỉ có được 105 lần chiến thắng. Xếp vào vị trí thứ 3, lần lượt là Jurgen Klopp với 92 trận thắng. Sir Alex Ferguson khá khiêm tốn với vị trí thứ 4 với 90 trận thắng. Trong khi hoàn tất top 5 là huyền thoại Kenny Dalglish với 85 chiến thắng. Manchester United có nguy cơ vắng Mason Greenwood cùng với bộ đôi hậu vệ Luke Shaw, Brandon Williams khi làm khách trước Crystal Palace. Cả ba ngôi sao này đều gặp vấn đề sau trận hòa 2-2 trước Southampton. Huấn luyện viên Solskjaer xác nhận United có thể mất những cái tên này, đồng thời khẳng định sẽ không vội vàng với họ. Cả Luke Shaw lẫn Mason Greenwood đều bị sưng mắt cá. Tôi sẽ cho họ nhiều thời gian hồi phục nhất có thể. Brandon Williams cũng có một vết rách ở mắt. Tất cả đều không thể tập luyện ở buổi tập gần nhất, nhưng chúng tôi hy vọng có thể có hai hoặc tốt hơn là cả ba người họ trước Crystal Palace. Nếu như Mason Greenwood không thể ra sân trước Palace, đó sẽ là một tổn thất lớn với Man United. Sao mai người Anh đã ra sân ở cả 7 trận từ khi các hoạt động bóng đá trở lại và có được 4 bàn thắng trong những thời khắc quan trọng. Theo xác nhận của FIFA, vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông với khung giờ khá đẹp dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cụ thể, các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào 4 khung giờ địa phương là 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ và 22 giờ. Theo giờ Việt Nam, các trận đấu sẽ lần lượt diễn ra vào lúc 17 giờ, 20 giờ, 23 giờ và 2 giờ sáng. Đây có thể coi là khung giờ khá đẹp với khán giả Việt Nam. Khi chuyển sang vòng knockout bắt đầu từ vòng 1/8, World Cup sẽ chuyển sang hai khung giờ là 22 giờ và 2 giờ sáng. Trận chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 tại Lusail, sân vận động có sức chứa 80.000 cổ động viên. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA cập nhật sau buổi lễ bốc thăm chia bảng. Hiện tại World Cup 2022 vẫn đang trong giai đoạn đá vòng loại. Nếu như không tính chủ nhà Qatar, chưa đội bóng nào đoạt vé chính thức tham dự giải đấu này. Dự kiến vòng loại của tất cả các khu vực sẽ kết thúc trong tháng 6 năm 2022. Mới 29 tuổi, nhưng sự nghiệp của tiền đạo người Đức Andre Schürrle đã đi vào ngõ cụt sau khi anh bị Dortmund thanh lý hợp đồng. Trên trang chủ câu lạc bộ, Dortmund xác nhận đã đường ai nấy đi với Schürrle để anh trở thành cầu thủ tự do. Như vậy, đây đã là nhà cừu vô địch thế giới thứ hai bị De Bruyne thải loại ở kỳ chủ nhượng năm nay. Trước đó, Mario Götze cũng đã ra đi sau khi đáo hạn hợp đồng vào hôm 30 tháng 6 vừa qua mà không nhận được lời đề nghị gia hạn. Đáng buồn thay, đây cũng là hai người hùng từng phối hợp để mang về bàn thắng quyết định. Khi Schürrle chuyền bóng cho Mario Götze ghi bàn quyết định ở trận chung kết gặp Argentina. Tuy nhiên, chưa đến tuổi bầm nhưng họ đều đã bị sa sút phong độ. Ban tổ chức V-League 2020 đã thông báo danh sách các cầu thủ bị treo giò tại vòng 10, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là đội gặp tổn thất lớn nhất với ba cái tên là Hữu Tuấn, Diakite Pape và Amido Bader. Không mất nhiều lực lượng như đội bóng Sài Thành, nhưng Hà Nội vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi trung vệ cứng duy nhất của đội bóng là Nguyễn Thành Trung bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Hà Nội mất Thành Trung khi gặp Hải Phòng sau khi Duy Mạnh và Đình Trọng chấn thương giải hạn. Thành Trung chính là mắt xích quan trọng nhất ở hàng thủ của Hà Nội. Việc trung vệ mang áo số 16 không thể thi đấu buộc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải sử dụng tài năng trẻ Bùi Hoàng Việt Anh và Đinh Tiến Thành. Hiện tại, đội bóng của Bầu Hiển đang đứng ở vị trí thứ 8 với 12 điểm, kéo Hoàng Anh Gia Lai hạng 6 với 13 điểm. Hà Nội đang bị Sông Lam Nghệ An 12 điểm và Thanh Hóa 10 điểm bám đuổi ngay phía sau nên không được phép xé chân ở những vòng cuối của lượt đi.